bà lão ấy hờ con suốt một đêm, bao giờ cũng vậy, cứ hết đường đất làm ăn là bà lại hờ con, làm như chính tự con bà nên bây giờ bà phải đói, mà cũng đúng như thế thật. chồng bà chết từ khi nó mới lọt lòng ra, bà thắt lưng buộc bụng nuôi nó từ tấm tấm, tí tí giờ đi, cũng mong để khi mình già tuổi yếu mà nhờ, thế mà chưa cho bệnh nhờ đọc một ly, nó đã lăn cổ ra nó chết. công bà thành công toi. Còn vợ nó không phải giống người, nó có biết thương mẹ già đâu, chồng chết vừa mới xong tang, nó đã vội vàng đi lấy chồng ngay, nó đem đứa con gái lên năm giả lại bà. Thành thử bà đã già ngót 70, lại còn phải làm còm cọm, làm mà nuôi đứa con gái ấy cho chúng nó. Hết xương, hết thịt vì con, vì cháu, mà nào được trông mong gì, nuôi cháu 7 năm trời, mãi cho đến khi nó đã 12, bà cho nó đi làm con nuôi người ta lấy 10 đồng thì cải mà cho bố nó đã mất 8 đồng rồi, còn hai đồng bà dùng làm vốn đi buôn, kiếm mỗi ngày dăm ba xu lãi nuôi thân. Có chạy sạc cả gấu váy, hết chợ gần đến chợ xa, thì mới kiếm nổi mỗi ngày mấy đồng xu. sung sướng gì đâu, ấy thế mà ông trời ông ấy cũng chưa chịu để yên. Năm ngoái đấy, ông ấy còn bắt bà ốm một trận thập tử nhất sinh. Có đồng nào hết sạch, rồi chết thì không chết, nhưng bà lại bị mòn thêm rất nhiều sức lực chân tay bà đã bắt đầu run rẩy người bà thỉnh thoảng tự nhiên bùn run đang ngồi mà đứng lên hai mắt cũng hoa ra đêm nằm xương cốt đau như dần đi đã thấy mỏi chân như vậy thì còn buôn bán làm sao được nghĩ đến nắng gió bà đã sợ tuy vậy mà bà vẫn phải ăn chao ôi nếu người ta không phải ăn thì đời sẽ giản dị biết bao thức ăn không bao giờ tự nhiên chạy vào mồm có làm thì mới có nhưng bây giờ yếu đuối rồi bà không còn kham được những việc nặng nề, cũng không còn chịu đựng được nắng sương. Bà phải kiếm việc nhà, việc ở trong nhà, ở làng này, chỉ có việc bế em, như một con bé 11, 12 tuổi. Mới đầu còn có nhiều người muốn thuê, ai cũng nghĩ rằng, những bà già tính cẩn thận và chẳng bao nhiêu, bữa lưng bữa vực thế nào cũng đủ no, mà đã không no các cụ cũng chỉ lặng im, không ấm ức như những đồ trẻ nhãi hơi một tí cũng đem chuyện nhà chủ đi kể với đủ mọi người hàng xóm. Nhưng thuê bà được ít lâu, tự nhiên người ta chán. Người ta nhận ra rằng, thuê một đứa trẻ con lại có phần thích hơn. Trẻ con cạo chọc đầu, những lúc tức lên, có muốn cốc nó dăm ba cái thì cứ cốc. Chẳng ai kêu, ác, nhưng bà lão đầu đã bạc. Người ta tức bà đến gần sặc tiết ra đằng mũi cũng không thể dúi đầu bà xuống mà cốc. Cũng không thể chửi, mắng một câu, đã đủ mang tiếng là con người tệ. Mà bà thì lẩm cẩm, chậm chạp, lì gì. bà giờ như thể sẩm dừa tay bà đưa bát cơm lên miệng cũng run run. Cơm vương vãi, tường mắm rớt ra mâm, rớt xuống yếm bà, rớt cả vào đầu tóc, mặt mũi, quần áo đứa bé nằm ở lòng bà. Rồi hơi trái gió, chờ trời, trời, bà lại đau mình. Suốt đêm bà thở dài với rên rầm kêu trời, có khi bà lại khóc lóc, hờ con nghe rợn cả người, như vậy thì chịu làm sao được? Ấy thế là người ta lại phải tìm cớ tống bà đi. Bà lại phải gạ gẫm ở cho nhà khác. Không đầy một năm trời bà thay đổi đến năm, sáu chủ. Mỗi lần đổi chủ là một lần hạ giá. Thoạt tiên cơm nuôi tháng một đồng, rồi cơm nuôi tháng năm hào, rồi cơm nuôi một năm bốn đồng, rồi hai đồng, rồi chẳng có đồng nào. Đến nước ấy mà cũng chẳng ma nào chịu được. Một hôm, người chủ cuối cùng sai bà xách hai cái lọ đi kín nước bà bảo bà chỉ có thể mang một lọ y đã lấy sự ấy làm khó chịu nhưng cố nhịn nhưng một lọ cũng không xong bà xách một lọ nước đầy ở dưới cầu ao bước lên bờ chẳng biết bầy giày thế nào mà ngã khuỵu xuống vỡ tan cái lọ và què một bên tay nghe tiếng bà kêu chủ nhà phải chạy ra đỡ bà về không ai có thừa cơm nuôi báo cô bà y bền đãi bà năm hào cho bà về hưu trí. Từ ngày ấy đến nay tính ra đã hơn ba tháng rồi. Sao 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 hơn ba tháng, bà lão chỉ ăn toàn bánh đúc. Mới đầu, còn được ngày ba tấm, sau cùng thì một tấm cũng không có nữa. Tiền hết cả, mỗi sáng, bà ra chợ xin người này một miếng, người kia một miếng. Ai lấy đâu mà ngày nào cũng cho như vậy, lòng thương cũng có hạn, mấy hôm nay bà nhịn đói, bởi thế bà lại đem con ra hờ bà hờ thê thảm lắm, bà hờ suốt đêm, bà khóc đến gần mòn hết ra thành nước mắt, đến gần sáng, bà không còn sức mà khóc nữa. Bà nằm ẹp bụng xuống chiếu, nghĩ ngợi, có người nói, những lúc đói, trí người ta sáng suốt. Có lẽ đúng như thế thật, bởi vì bà lão bỗng tìm ra một kế, bà ra đi, sao 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 cứ đi được một quãng ngắn, bà lại phải ngồi xuống nghỉ. Nghỉ một lúc lâu, chống ngực bà mới hết đánh, tay bà bớt lùng bùng, mắt bà bớt tối tăm, người tàm tạm thôi quay quắt. Bà nghỉ tất cả năm sáu quãng, thành thử đến tận non chưa, bà mới tới nhà mình định tới, ấy là nhà bà phó thủ, nuôi cây đĩ. Bà quen gọi như vậy, ngay từ khi nó còn nhỏ, cây đĩ tức là đứa con của anh con trai đã cướp công bà để về với đất, yên thân mà mặc tất cả những gì còn lại. Anh con trai chẳng còn phải khổ sở như bà ngày nay. Bà nghĩ đến con, để mà ghen với nó thêm lần nữa, trong khi ngồi nghỉ ngoài đầu ngõ nhà bà phó thụ. Ngoài đầu ngõ nhà bà phó thụ, có một cây sông lớn. Bà tựa lưng vào gốc, từ đầu ngõ vào đến nhà, còn những hai lần công. Có gọi thật to, ở trong nhà mới nghe tiếng, mà bà thì còn hơi sức đâu mà gọi. Tiếng bà bài hải, hơi nói to một chút, nó đã ra đằng lỗ tai. Và lại, chó nhà giàu dữ lắm nhà bà phó thụ có những hai con chó đẫy đà lực lưỡng lúc thiến người ta rắc mảnh trai tán nhỏ vào vết thiến lành rúm mảnh trai ở bên trong gây cho con vật một nỗi đau ngứa ngáy suốt đời không khỏi nỗi đau làm tội nó nó bất dứt khổ sở cáu kỉnh nên bà thấy người nào lại nào cũng lăn xả vào chân hoặc một miếng dây thịt người ta cho hà giận trời ơi những con chó nhà bà phó thụ chúng giữ ghê gớm lắm bà lão nghĩ đến chúng còn chết khiếp. Cái lần bà đưa cái đĩ vào, một người nhà phải cầm một cái gậy to tướng ra đe. Ấy thế mà cả ba con cũng hồng hộc chạy ra, chúng vây lấy bà già rách dưới, con nào cũng uốn cong cái lưng xuống, hết cái mõm đen thui lên, nhe ra những chiếc răng trắng hơn hớn và nhọn sắc. Bị cái gậy của người nhà cản lại, chúng càng tức tối. Chúng lồng lộn chung quanh, chúng nhảy trồm lên, chúng ngoạm những cái cột dậu, kêu sồn sột. Chúng lay thật mạnh, hục hạc như muốn bẻ gãy cây cột để lao vào đầu người ta. Bà lão với đứa cháu cứ rúm cả tay chân lại, cháu nép vào bà, bà nép vào người bà phó thủ. Chị người nhà thì luôn tay vụt cây gậy bên này, bên nọ, đằng sau, đằng trước và quát mắng. Ấy thế mà một con chó còn xông vào được và chỉ một tí nữa nó sơi chân bà một miếng. Nhưng chị người nhà đánh kịp, nó mới đấm được mõm vào cái bắp chân gầy đét của bà lão thôi hú hồn, bây giờ dám gọi sao? chó thính tai mà lại rất mau chân, chúng sụp cả ra thì khốn. ấy thế là bà lão đành ngồi đợi dịp cái đĩ bê em ra ngõ chơi chẳng hạn, hay là có người nào trong nhà đi đông, hay là có người đàn ông khỏe mạnh nào đến nhà bà phó thụ để cho bà đi về. bà ngồi dỗi, tưởng tượng ra đủ mọi cái may mắn tương tự thế. chỉ còn mỗi một cái bà chưa nghĩ đến, ấy là lúc chính bà phó thụ ra hoặc đi đâu về thì chính bà phó thụ đi chợ về, mới thoạt trông thấy bà lão, bà tưởng là một con mẹ ăn mày. Bà hơi cau mặt, ai kia, ai ngồi làm gì kia, cho nó ra, nó hơi mỡ ra cho đấy. Sao mà bảo thế, bà lão quay lại mỉm cười móm mém, bẩm bà đi chợ về. Bà phó thụ mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn kỹ hơn một chút. Bà nhận ra bà cái đĩ ở, tức thì mặt bà nguyểu xuống. Bà lão này còn muốn quấy quả gì nữa đây? để vòi tiền thêm chăng? Bà lão rên một tiếng và chống tay lên đầu gối, bẩy giày đứng lên. Bà phó hỏi, bà đi đỡ thế? Bà lão lại rên tiếng nữa để mở đầu câu nói, bà rên cũng như một vài người khác bạn lúc nào cũng thở dài. Cái ấy thành thói quen, bẩm bà, con lên chơi với cháu, lâu lắm, cháu không được về, con nhớ cháu quá. Úi dào ôi, vẽ cái con chuột chết, nó phải làm chưa có dội đâu mà bà chơi với nó. Nhà tôi không có cơm cho nó ăn để nó cứ nồng nỗng nó chơi. Bà muốn chơi với nó thì đem ngay nó về nhà, tìm cơm cho nó ăn, bà cháu chơi với nhau vài ba tháng cho thật chán đi, rồi hãy bảo nó lên. Tôi không giữ, bà tưởng nó đã làm giàu làm có cho tôi rồi đấy, hẳn. Bà cần phải nói giao giết ngay để chặn hỏng, không cho bà lão mở mồm vòi vĩnh. Bà lão bị những lời tàn nhẫn ấy hắt vào mặt quả nhiên không còn nói sao được nữa. Bà cúi đầu. Như một con mẹ ăn cắp lúa, bị tuần xương tóm được. Bà phó chiếp chiếp mồm luôn mấy cái, rồi vác mặt lên trời mà bảo, chơi với bơi. Cái lúc nó mới đến, trông như con run chết, cậy gì mũi còn chưa sạch thì không thấy chơi với bơi. Người ta nuôi mãi, bây giờ mới trơn lông đỏ ra một tí, đã phải đến mà giờ quẻ. Tưởng báo ngọc lắm đấy, tưởng người ta đã phải giữ khư khư lấy đấy. Úi chào, có phải mà tổ nhà người ta đâu mà người ta giữ? muốn bắt nó về, cho nhà nào nó nuôi làm bà cô tổ nhà nó nó thì cứ bắt. Ai người ta thiết, cứ trả lại tiền người ta. Bà lão rưng rưng nước mắt, khốn nạn, bà có ý quắt quéo thế đâu. Bà lão mếu máu, bẩm bà, bà dạy thế thật oan cho con quá. Trời để con sống bằng này tuổi đầu, con còn dám lừa lọc hay sao? Thật có trời trên kia làm chứng, nếu con quả định đến đây để dỗ dành cháu về để đem cho người khác thì trời cứ vật chết con đi con chỉ xin bà cho được trông thấy cháu bà cháu chơi với nhau một lúc cũng chẳng còn mấy chốc nữa mà con chết con cũng tưởng đi chơi dối ra một bận nó không được dỗi mà chơi với bà chẳng chơi bơi gì cả bà đã chót lên thì vào đây tôi cho một bữa cơm bận sau thì đừng vẽ con khỉ nữa nhà tôi không có thói phép cho chúng nó như thế được con tôi đi học tận hà nội dễ tôi cũng phải nay ra chơi mai ra chơi với nó đấy đã đi ở mà còn không biết phận, chơi với bời, môi bà lại chiệp chiệp và xìa ra. Cái đĩ vừa trông thấy bà, mừng rối rít, nó cười rồi nó khóc chẳng biết vì sao cả, nhưng đôi mắt khoằm khoằm của bà phó tụ dội nước vào lòng nó. Nó tự nhiên ngượng nhịu, nó không dám xoan suýt bà nó nữa. Nó cúi đầu, khẽ hỏi, bà đi đâu đấy? Bà đến xin bà phó một bữa cơm ăn đây. Bà đói lắm, câu nói rất thật thà ấy. Bà lão dùng giọng đùa mà nói. Như thế người ta gọi là nửa đùa nửa thật, một cách lấp liếm cái ý định của mình bằng cách nói toạc nó ra. Cái đĩ bê em, dắt bà ra đầu trái, để không bị ai nhìn nữa. Da bà xấu quá, sao bà gầy thế, chỉ đói đây thôi. Cháu à, chẳng sao hết, lớp này bà ở cho nhà ai, chẳng ở với nhà ai. Thế lại đi buôn à, vốn đâu mà đi buôn, với lại có vốn cũng không đi được. Người nhọc lắm, thế thì lấy gì làm ăn chỉ nhịn thôi chứ lấy gì mà ăn. Bà cháu mới kịp trao đổi với nhau từng ấy câu thì bà phó đã thề thế hỏi, nó bế em đi đâu rồi? Ấy là dấu hiệu bà sắp gọi, cây đĩ vội đặt em xuống đất, bảo, bà giữ nó hộ con một tí. Nó cởi giải yếm lấy ra một cái túi rút con con. Trong túi sóc sách mấy đồng trinh, nó rút ra, đếm lấy hai xu, rúi cho bà. Con biếu bà để bà ăn bánh đúc, bà về đi tiếng bà phó rục, cây đĩ đi đâu rồi đem em về đây rồi quét nhà dọn cơm vâng nó tất tưởi bế em chạy về bà lão hãi chó lẹo đẹo đi theo cháu bà phó trông thấy mà lộn ruột bà xa xả bà đừng theo đít nó thế bà cứ ngồi một chỗ rồi mà ăn cơm khiếp thật thôi vâng bà lão vâng thành một tiếng rên bà vào nhà ngồi xón vén vào một xó ngay xuống đất bà phó cất lấy con Cây đĩ lụt cụt chạy xuống nhà dưới. Một lát sau, tiếng đũa bát bắt đầu lạch cạch. Bà phó bảo, bà xuống dưới này mà ăn cơm. Bà bế con ra, bà lão theo sau, tiếng khung cười đã ngừng. Mấy cô dệt cười đều là con gái hoặc con nuôi bà phó thụ. Đang tới tấp, cô xới cơm, cô bỏ rau, cô xẻ mắm, chung quanh cái mâm gỗ đặt ngay trên mặt đất. Cả nhà quê quần vào, chỉ ngồi có một mâm. Bà lão chẳng đợi ai phải bảo, ngồi ngay xuống cạnh cháu, tay run run so đũa trông bà so đũa mà ngứa mắt bà phó muốn giật xoét lấy làm thật nhanh cho đỡ bực nhưng bà nhịn được bà chỉ chép miệng và lừ lừ đôi mắt tỏ ý khó chịu cái đĩ hiểu nên chỉ nhìn xuống đất nó giận bà nó lắm nó đã bảo bà nó về đi mà bà nó không chịu về bà phó chẳng nói nửa lời bê lấy bát cơm ăn mặt bà vẫn hầm hầm lũ con gái con nuôi con ở, biết hiểu, vội vàng cũng làm theo. Chậm một tí, bà chửi cho phải biết. Có khi bà hắt cả bát cơm vào mặt, bà lão nhìn vòng quanh một lượt, rồi cũng cất bát cơm lên, mời bà phó. Nhưng bà vừa mới há mồm ra thì bà phó đã cau mặt quát, thôi, bà ăn đi. Đừng mời, bà lão vội vàng ăn ngay, nhưng họ ăn nhanh quá, mọi người đều lặng lẽ, cắm cúi, mải mút, đôi đũa này lên lại có đôi khác xuống liên tiếp luôn như vậy cứ tăm tắp tăm tắp tay bà lão lờ giờ không biết lợi dụng lúc nào để gắp rau vào bát mắm lập cập quá bà đánh rơi cả mắm ra ngoài bát bà phó lại cau mặt gắt xẻ riêng cho bà ấy một bát mắm để ra cạnh mâm cho bà ấy một cô vội làm ngay từ đấy bà là rất dễ xoay sở hơn một chút nhưng bà mới ăn chưa hết hai lượt cơm thì bà phó đã quăng bát đũa xuống đất chỉ một thoáng sau mọi người khác cũng thôi họ thôi gần đều một lượt, yên như bà mẹ ra hiệu cho họ vậy, thật ra thì lệ mỗi người chỉ được ăn có ba vực cơm thôi. Mà phải ăn nhanh để còn làng, nhưng bà lão nhà nghèo, đã quen sống vô tổ chức, làm gì hiểu trong những nhà thừa thóc, thừa tiền, lại có sự hạn chế miệng ăn như vậy. Bà đoán rằng họ khảnh ăn, no dồn, đói góp, người đói mãi, vớ được một bữa, tất bằng nào cũng chưa thấm tháp. Nhưng người no mãi người ta có cần ăn nhiều lắm đâu. Vậy thì bà cứ ăn, ăn đến kỳ no, đã ăn rình thì ăn ít cũng là ăn, đằng nào cũng mang tiếng rồi thì dại gì mà chịu đói. Bà ăn nữa thật, cái đĩ ngượng quá, duỗi cổ ra, trợn mắt, nuốt vội mấy miếng cơm còn lại như một con gà con nuốt nhái. Rồi nó buông bát đũa, bà bảo cháu, ăn nữa đi, con ạ, à, nồi còn cơm đấy. Đưa bát bà xới cho, nó chưa kịp trả lời thì bà phó đã mắng át đi mặc nó. Nó không ăn nữa, bà ăn bằng nào cho đủ thì cứ ăn. À, bây giờ thì bà lão hiểu, người ta đứng lên tất cả rồi. Chỉ còn mình bà lão ngồi ăn với bà phó tụ ngồi lại để lườm với nguyết. Nhưng bà lão còn thấy đói, còn cơm mà thôi ăn thì khí tiếc, và đã đi ăn trực thì còn danh giá gì mà làm khách. Bà cứ ăn như không biết gì, đến khi bà đã tạm no, thì cơm vừa hết, chỉ còn một ít bám dưới đáy và chung quanh nồi, bà vẫn tiếc. Bà kéo cái nồi vào lòng, nhìn, và bảo con bé cháu, còn có mấy hột để nó khô đi mất. Tao vét cho mày ăn nốt đi kẻo hoài, đĩ nhé. Khô mặc kệ nó, bà có ăn được hết thì ăn đi, đừng bảo nó. Nó không ăn vào đâu được nhúa, ăn cho nó nứt bụng ra thì ăn làm gì. Bà phó vội gắt gỏng bảo thế, ừ, thì bà ăn nốt vậy. Bà cạo cái nồi sồn sột, bà trộn mắm, bà giấm nốt, ái chà. Bây giờ thì bà no, bà bỗng nhận ra rằng bà no quá, bụng bà tương tức, bà nới thắt lưng ra một chút cho dễ thở, bà tựa lưng vào vách để thở cho thỏa thích, mồ hôi bà toát ra đầm đìa, bà nhọc lắm, ruột gan bà sộn xạo, bà muốn lăn cành ra nghỉ, nhưng sợ người ta cười, cố gượng. Ôi chao, già yếu thì khổ thật, đói cũng khổ mà no cũng khổ, chưa ăn thì người rời rã, ăn rồi thì có phần còn nhọc hơn chưa ăn ôi chao xế chiều hôm ấy bà lão mới ra về được bà bảo về muộn cho đỡ nắng thật ra thì bà tức bụng không đi nổi mà bà uống nhiều nước quá uống bằng nào cũng không đã khác bà chỉ càng thêm tức bụng đêm hôm ấy bà lăn lóc rất lâu không ngủ được bà vần cái bụng bà quay vào lại quay ra bụng bà kêu ong óc như một cái lọ nước nó thẳng căng bà thở y ạch vào khoảng nửa đêm bà thấy hơi đau bụng cơn đau cứ rõ thêm, cứ tăng dần. Chỉ một lúc sau, bà đã thấy đau quán quéo, đau cuống cuồng. Rồi bà thổ, rồi bà tả, ôi chao, ăn thật thì không bỏ mửa. Bà tối tăm mặt mũi, đến khi bệnh tả dứt thì bà lại sinh chứng đi lì. Ruột bà đau quằn quặn, ăn một tí gì cũng đau không chịu được. Luôn nửa tháng trời như vậy, rồi bà chết, bà phó thủ, nghe tin ấy, bảo, bà chết no và bà dùng ngay cái chết ấy là một bài học dạy lũ con gái con nuôi chúng mày xem đấy người ta đói đến đâu cũng không thể chết nhưng no một bữa là đủ chết chúng mày cứ liệu mà ăn tộ vào chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị